Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Và hôm nay là ngày 11 tháng 7 năm 2020 thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành lại tiếp tục giới thiệu tới tất cả quý khách hàng trên toàn quốc một mẫu sản phẩm nữa là bộ bàn ghế tần thủy hoàng bằng chất liệu gỗ gõ đỏ nhập khẩu từ Nam Phi. Bộ bàn ghế này là bộ bàn ghế tần thủy hoàng cột 14 gỗ gõ đỏ. Bộ bàn ghế này gồm có 7 món: một bàn to, một bàn trà, hai đôn, một ghế dài và hai ghế đơn. Đấy, chiếc bàn to này chúng tôi mặt bàn chúng tôi chạm chống đồng Đông Sơn và xung quanh phần góc là chúng tôi chạm lá tây như quý vị đang chiêm ngưỡng trên màn hình đây. Và đây là một chiếc bàn trà. Thì bàn to chúng tôi làm kích thước là 1m60 x 80. Bàn trà chúng tôi làm kích thước 80 x 48. Và đây đều là kiểu bàn hộp ngăn kéo chân cong và chân có đế ở phía dưới khác với bộ bình thường. Quý vị hãy xem kỹ. Tôi xin nhắc lại là kích thước của chiếc bàn là chúng tôi làm rộng 80, dài 1m60 là khuôn mặt. Khuôn tranh chúng tôi làm dày 4 phân, ván chúng tôi làm dày 2 phân. Bộ này là bộ gồm 7 món: một bàn, một ghế dài, hai ghế đơn, một bàn đầu bàn và hai đun con. Và đây là trên màn hình quý vị đang chiêm ngưỡng, đây là chiếc ghế dài trong bộ bàn ghế tần thủy hoàng gỗ gõ đỏ cột 14. Chiếc ghế dài này chúng tôi làm với kích thước khuôn mặt là 2m80, chiều sâu là 74, chiều cao là 1m37. Bộ ghế này chúng tôi làm cao hơn bình thường rất nhiều. Bình thường chúng tôi làm cao 1m27, nhưng đây là bộ của khách đặt. Đây là bộ khách đặt của anh Tuấn, anh ở Diễn Châu, Nghệ An. Anh đặt cao hơn bình thường 10 phân nên tổng chiều cao là 1m37 tính từ dưới đất lên đến hết trường. Và bộ bàn ghế này khi xong mộc thì chúng tôi sẽ quay lại video báo cáo với anh là hàng của anh đã xong mộc và cũng gửi tới tất cả quý khách hàng trên toàn quốc để quý vị có thể tham khảo mẫu và kích thước. Bộ bàn ghế này là bộ bàn ghế gỗ gõ đỏ cột 14 kiểu tần thủy hoàng. Thì bên cạnh những bộ bàn ghế gỗ gõ đỏ như này, chúng tôi đang còn những bộ bàn ghế gỗ hương vân cũng mẫu tần thủy hoàng, được trộn vân trộn gỗ rất đều và đẹp, đang có tại xưởng đồ gỗ Hiền Lanh, địa chỉ tại đường Đồng Tâm, làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Nếu như quý vị không có thời gian về xem thì quý vị có thể xem qua YouTube hoặc fanpage Facebook đồ gỗ Hiền Lanh, hoặc truy cập vào Zalo 0986 883349 thì quý vị có thể liên hệ cho chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho quý vị. Cái chất liệu gỗ gõ đỏ này thì được đánh giá rất là bền, nó đã thử qua mưa gió rồi nắng, không có nứt nẻ gì và khi hoàn thiện thì lên màu vàng sáng rất là đẹp. Trung bình một tháng chúng tôi làm từ 5 tới 6 bộ ghế tần thủy hoàng gỗ gõ đỏ cột 14 như này để đáp ứng ra thị trường. Vì trên thị trường nhu cầu chơi bàn ghế phòng khách cỡ lớn thì ngày càng nhiều. Bộ bàn ghế này thì có thể kê vào phòng khách tầm 15 đến 17 mét vuông là hợp lý rồi. Và đây là chiếc ghế đơn. Chiếc ghế đơn này mang kích thước là dài 1m23, sâu 74 và cao cũng là 1m37. Chân là chân cong, có đế. Trong clip trước thì chúng tôi đã giới thiệu rất nhiều những mẫu bộ bàn ghế tần thủy hoàng, gỗ hương vân, gỗ hương đá. Thì quý vị có thể tham khảo thêm vào trang chủ đồ gỗ Hiền Lanh trên YouTube. Đây là chiếc ghế đơn đầu tiên. Khi chúng tôi làm xong mộc thì vân nó còn chưa được rõ lắm. Tôi sẽ quay sát máy quay lại cho quý vị xem. Thì gần đây chúng tôi đang làm rất nhiều những đơn đặt hàng đồ thờ cúng bằng gỗ cho tất cả quý khách hàng trên toàn quốc. Nên hôm nay chúng tôi có thời gian để đưa lên cho quý vị xem một mẫu bộ bàn ghế tần thủy hoàng gỗ gõ đỏ cột 14. Thì quý vị nào có phòng khách nhỏ hơn thì quý vị có thể xem những bộ bàn ghế tần thủy hoàng cột 12.
Hoặc là quý khách có phòng khách lớn thì quý vị có thể tham khảo mẫu bộ bàn ghế tần thể hoàng cột 16. Vâng, và đây là quý vị đang chiêm ngưỡng, đây là chiếc ghế đơn thứ hai và hai chiếc đôn nhỏ. Hai chiếc đôn nhỏ chúng tôi làm kích thước là mặt vuông 45. Chiếc ghế đơn thứ hai này cũng có cùng kích thước là 1m23 nhân 74 và chiều cao 1m37. Cũng được chọn vân chọn gỗ đều và đẹp. Bộ bàn ghế này là được làm từ chất liệu gỗ gõ đỏ nhập khẩu từ Nam Phi. Quý vị mà muốn theo dõi những bộ bàn ghế đẹp mới nhất của cơ sở đồ gỗ Yên Lanh thì quý vị hãy đăng ký kênh. Nút đăng ký kênh ở phía phải màn hình của quý vị. Quý vị hãy đăng ký kênh thì quý vị có thể theo dõi được những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Thì sau clip này chúng tôi sẽ tung ra những mẫu bộ bàn ghế hoàng gia bằng gỗ hương đá cũng được chọn vân, thì trong clip sau chúng tôi sẽ giới thiệu. Thì quý vị nhớ đăng ký kênh thì quý vị có thể tiện theo dõi hơn. Đây là tôi quay toàn cảnh bộ bàn ghế tần thủy hoàng từ trước sang sau đây. Quý vị lưu ý nha, chân là chân cong và có đế ở phía dưới, khác rất nhiều bộ bình thường. Đây quý vị có thể xem vân gỗ từ đằng sau đây. Quý khách nên xem mộc trước khi sơn, không nên mua hàng sơn có sẵn vì quý vị không thể phát hiện được đó là gỗ gì. Cơ sở chúng tôi thì 100% là để hàng mộc. Quý vị ưng mẫu bàn ghế nào, bắt đầu chúng tôi mới hoàn thiện lên màu và bàn giao cho quý khách. Để đảm bảo quyền lợi của quý khách thì quý khách hãy liên hệ cho chúng tôi qua hai số hotline trên màn hình 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể từng bộ cho quý khách vì mỗi bộ nó lại có một kích thước khác nhau. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo của chúng tôi. Vâng, chào quý khách.